quý bà con nên theo dõi cảnh báo dịch hại. Bản tin được phát sóng định kỳ lúc 6 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên các nền tảng mạng xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Thưa bà con, dẫn nguồn từ Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, ngày 21 tháng 7, ghi nhận toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long tuần qua, điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, đã có hơn 35.000 trên 830.000 hecta lúa ở giai đoạn đẻ nhánh đến đồng trổ xuất hiện hai đối tượng dịch hại phát triển mạnh trên các trò lúa, đó là bệnh đạo ôn và sâu cuốn lá. Vì vậy, bà con lưu ý thường xuyên thăm đồng ruộng để theo dõi diễn biến của các đối tượng này và có biện pháp phòng trừ kịp thời. Bản tin ngày hôm nay ngoài việc thông tin, dự báo nhanh về tình hình dịch hại cũng sẽ chuyển đến quý bà con các giải pháp của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Kính mời bà con theo dõi. Theo thống kê của Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam tuần qua, toàn vùng ghi nhận khoảng 34.191 hecta lúa đang bị tấn công bởi bệnh đạo ôn lá và sâu cuốn lá gây hại, cụ thể như sau. Sâu cuốn lá nhỏ, diện tích nhiễm sâu cuốn lá nhỏ toàn vùng 11.478 hecta, giảm 230 hecta so với tuần trước. Mật số sâu phổ biến 10 đến 25 con trên mét vuông, nơi cao hơn 50.000 con trên mét vuông trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh với diện tích 6 hecta. Sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện phổ biến tại các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp và Trà Vinh. Bệnh đạo ôn lá toàn vùng có 22.713 hecta lúa bị nhiễm bệnh, giảm 40 hecta so với tuần trước. Tỷ lệ bệnh phổ biến 10-15%, nơi cao hơn 20% với diện tích 40 hecta, phân bố chủ yếu ở các tỉnh như Long An, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Kiên Giang và Trà Vinh. Dự báo trong tuần tới, phổ biến có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chú ý đến các đối tượng sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn lá trên các trà lúa đẻ nhánh đến làm đồng. Khuyến cáo bà con nông dân chủ động phun ngừa bệnh hại bằng các loại thuốc đặc trị để bảo vệ năng suất mùa vụ. Trong khi đó, sâu cuốn lá gây hại bằng cách nhả tơ, kết hai mép lá lại theo chiều dọc thành ống để sinh sống và gây hại bên trong. Chúng ăn phần thịt lá, chỉ trở lại lớp biểu bì khiến lá lúa bị giảm diện tích quang hợp, mất diệp lục tố dẫn đến sinh trưởng kém. Nếu gây hại khi lúa đồng trổ sẽ khiến hạt bị lép lửng, mất năng suất. Quản lý sâu cuốn lá, bà con sử dụng sản phẩm phanh mắt 350C với nhiều tính năng nổi trội như sâu chết đen và dính ngay trên lá. Phanh mắt 350C là thuốc trừ sâu phổ rộng, có tác động tiếp xúc, vị độc và lưu dẫn. Thuốc tác động lên hệ thần kinh, ngăn chặn quá trình lột xác của sâu. Bệnh đạo ôn lúa có thể phát sinh từ thời kỳ cây con đến khi thu hoạch và có thể gây hại trên tất cả các bộ phận của cây lúa như lá, bẻ lá, cổ bông, ré và hạt. Trong đó, bệnh đạo ôn lá hay còn gọi là bệnh cháy lá lúa thường gây hại nặng trong nhiều năm qua. Hiện nay chưa có giống kháng bệnh, cũng như nếu phòng trị không kịp thời thì bệnh sẽ lây lan nhanh và ảnh hưởng đến năng suất rất nặng. Quản lý bệnh đạo ôn lá, bà con sử dụng sản phẩm Trobin Plus 400SC với thành phần hoạt chất azoxystrobin và phenoxanin. Trobin Plus 400SC là hỗn hợp thuốc trừ bệnh phổ rộng, có tác động tiếp xúc vào lưu dẫn nội hấp mạnh, thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn và lem lép hạt hại lúa. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại cảnh báo dịch hại kỳ này. Bà con đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc vào lúc 6 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên các nền tảng mạng xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Khi bà con có thắc mắc liên quan đến các đối tượng dịch hại, cần kỹ sư tư vấn, giải đáp hay gọi 1800 1163, tổng đài miễn phí cứu của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông để được hỗ trợ. Mến chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin kỳ sau.